Chào các bạn. Chào các bạn đã quay lại của Tính Cali. Thì bữa nay mình muốn chia sẻ các bạn là mời mình đi ăn một cái quán rất là mì Tiều Châu rất là ngon. Thì đây là một cái quán sau lưng của mình. Thì lần thứ hai mình vô đây ăn, lần thứ nhất ăn mình ăn rất là ngon. Nó giống như một cái mì ở bên ở Việt Nam. Ít có mà mình đi ăn, ít có chỗ nào mà giống nấu như vậy. Thì nó có gì đặc biệt thì mời các bạn theo dõi mình vô đây coi nha. Những có cái gì trong này. Đây là một cái quán mì Tiều Châu rất là ngon các bạn. Giống như ở bên Việt Nam vậy đó. Coi nè, cái này là một cái dĩa súp rất là ngon, dĩa súp dừa xương quá lấu. Rất là tuyệt vời. Và mình order là một cái mì khô. Nha, thấy không? Còn đây là đồ dịch nha. Thấy không? Thấy ngon. Ok. Thì mình mời mấy các bạn anh em thưởng thức với mình. Nha. Cái cục quả lấu rồi rất ngon á, ngon, rất là ngon, mềm, nó hầm cũng mềm ngon, thật nè. Tôm bự rồi. Đây là thịt gà. Gà vịt. Tôm. Tiệm này có lâu đời, ăn ăn rất là ngon. Của người người Việt là miền nấu. Việt Lai Tàu chứ. Tàu Lai Miên. Chỉ tiếng Việt nữa. Cái tiệm mình này mình phát hiện ra. Cái tiệm này mình phát hiện ra nhờ một người bạn giới thiệu. Mình đi ăn với một người bạn và một người bạn tới đó, tới đây dẫn mình đi ăn. Thì thích nhất là gì không? Một cái dĩa súp phá lấu này. Ngọt. Giống như hồi xưa mình ở Việt Nam mình ăn vậy đó. Khi mà đa số mà đi ăn với tiệm khác nó không có được súp phá lấu gì đâu các bạn. Rất là hiếm nha. Nói kiểu cách này giống là mì Tiều Châu. Sáng mình ngồi mà ăn một cái tô này ngon rồi đó. Về đó, và còn cái đồ dịch đây nè. Một ly đồ dịch gì nè.
lâu lâu mà ghé mà ăn này này rất là ngon. Tuyệt vời. Cái cọng mì này nó ngon, nó giòn, nó dai. Quan trọng nhất là ăn mình thấy cọng mì này nó dai, và những cái nước súp này nè rất là ngon, tuyệt vời đó các bạn. Nó vừa, nó có mặn, thấy không? Thế là ăn nó thành một cái vị mì rất là ngon. Ngon. Không biết. Chút xa xíu. Sáng mà kêu lô mì lớn vậy nè, ăn không hết. Nên các bạn kêu liền nhỏ, vừa ăn thôi. Súp này nấu đó, nó ngon, lý do là sao? Nó không có bỏ bột ngọt đây các bạn. Mình ăn mình bỏ bột ngọt cho mình biết rồi nè. Chắc ngọt, nguyên chắc xương xương không à. Thấy không? Nguyên cục xương quá lấu luôn. Ăn cùng lại vô mình thành cái mặt mình như vậy luôn à. Còn à, không. Ngon lắm. Nếu ai mà ở San Diego á nên ghé qua cái quán này ăn thử coi. Mình nói các bạn rất là ngon, giống như ở Việt Nam vậy. Khó tìm được cái quán giống như gì mà giống như ăn kiểu mà bên Việt Nam. Mì Tiều Châu. Hủ tiếu Tiều Châu cũng có nữa, nước khô cũng có hết các bạn. Cái này mình không phải giới thiệu cái tiệm này mà mình ăn mình khen. Nếu các bạn nào có dịp thì ghé đây nha. Tiệm này rất là nhỏ, bình dân lắm. Cái ngoài nhìn thấy nó đơn giản lắm, nó không có giàu, không có gì đẹp hết mà nó ăn nó ngon. Ăn xong rồi à, uống ly trà nóng đã. Đây. Rất là đã. Vô chỉ có 6 cái thôi, không mở cái gì 6 chốt luôn. Vô ta hàng 6 không? 6 chốt.
Thôi, mình ăn được nhiêu đấy thôi, xong rồi. Ngon rồi. Thằng sau mình lấy cái tô nhỏ cho tô lớn ăn không nổi. Hay pha lấu đây còn này, nước súp còn nhiều lắm. Cái tô rất là ngon. Nhé. Okay. Giờ xong rồi mình đi trả tính tiền. Ok, mình cũng xong rồi. Thì tính ra mình tính tiền ra một tô gì một cái pha lấu như vậy thì 9 đồng đô. Thì tính ra là cũng ok lắm các bạn. Ok, cũng ngon, rẻ lắm. Nha. Thì tới đây cái video đây tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn một cái video khác mình đi sẽ tìm những cái quán ngon mà ăn nha. Ok, bye bye.